Chào mừng các bạn trở lại với trung tâm điện tử Tâm Hoa. Vâng, đây là một video clip trung tâm test thử một cặp loa CB Acoustic. Vâng, trung tâm test thử gửi anh Phạm Văn Thọ, anh ở An Minh, Kiên Giang, với một cặp loa bãi CB Acoustic. Đây là một cặp loa thương hiệu của Mỹ, cặp loa bãi xịn nhé. Với cấu trúc của loa là một bát 30 và màng bóng gân vải từ 17 quay 76 và một chép từ leo. Và đây là một dòng loa CB Acoustic được sở hữu một chiếc tép từ leo. Vâng, tiếng lời rất là bay và sáng với dòng loa CB Acoustic. Vâng, trung tâm sẽ test thử gửi anh Phạm Văn Thọ, anh ở An Minh, Kiên Giang. Và quý vị và các bạn có nhu cầu những sản phẩm âm thanh karaoke xin hãy liên hệ cho trung tâm theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Hoặc trung tâm điện tử Tâm Hoa, Kim Tứ, Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Làm tâm